Đường Tam đã đột phá 100 cấp thành thần. Trong khi đó, trận chiến giữa Vũ Hồn Đế Quốc và hai đại đế quốc còn lại vẫn đang căng như dây đàn. Đường Tam lựa chọn ở lại Hải Thần Đảo tu luyện thêm. Hắn đột nhiên tiến nhập vào một vùng không gian khác, có lẽ là không gian lĩnh vực của Tu La Thần. Tu La Thần mời chào hắn kế thừa thần chi của mình. Nếu như lựa chọn con đường này, hắn có thể cứu vớt người mà mình quan tâm. Vậy nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi những người thân yêu. Đường Tam không trả lời, hắn mở mắt thức tỉnh, hóa ra là một giấc mộng. Vậy nhưng điều vừa rồi là mộng hay là thực do Tu La Ma kiếm gây nên? Hắn vô cùng thắc mắc, rốt cuộc thứ xuất hiện trong giấc mộng vừa rồi là gì? Chuyển cảnh tới Gia Lăng Quan, khung cảnh Gia Lăng Quan hiện tại vô cùng u ám. Còn có một lốc xoáy màu tím liên tục hấp thu khí tức bí ẩn vào bên trong. Bì Bì Đồng đứng một mình trên cổng thành. Theo lời nàng ta thì thời cơ đã tới rồi. Vô số khí tức hắc ám nhanh chóng bao phủ Bì Bì Đồng. Đám người xử lề khác vẫn đang sốt ruột không biết tình hình Gia Lăng Quan như thế nào. Họ rất nôn nóng muốn trở về. Vậy nhưng sau khi tới gặp Đường Tam thì cả đám liền giật mình. Toàn thân Đường Tam đang bị luồng sát khí nồng đậm bao phủ. Có vẻ như hắn đang muốn xem thử truyền thừa của Tu La Thần. Rất nhanh, hắn cũng tỉnh lại và cho biết mình đã từ chối tiếp nhận thần chỉ. Tiểu Vũ ngỏ ý muốn xem thử Tu La Ma Kiếm có lựa chọn mình không. Đường Tam nhắc nhở, lựa chọn tiếp nhận Tu La Ma Kiếm có thể nhận được truyền thừa Tu La Thần. Vậy nhưng, độ khó của Tu La Thần còn cao hơn truyền thừa Hải Thần. Hắn sợ Tiểu Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nói xong, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Vũ đã cầm thanh kiếm lên, trong lòng vô cùng kiên quyết. Đột nhiên, Tu La Ma Kiếm phóng ra sát khí. Luồng sát khí nồng đậm nhanh chóng thâm nhập vào trong cơ thể nàng ta. Thậm chí, Tu La lĩnh vực trên hồn cốt tay trái của Đường Tam cũng bị hút ra ngoài và dung nhập vào cơ thể Tiểu Vũ. Quá trình nhanh chóng kết thúc, Tu La Ma Kiếm hoàn toàn biến mất và dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Đường Tam vô cùng lo lắng, tưởng là nàng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi luồng sát khí khổng lồ này. Vậy nhưng, hoàn toàn không chút ảnh hưởng, mọi người cũng vui mừng thay cho nàng. Ngay sau đó, Đường Tam cảm nhận được thần niệm Thiên Nhận Tuyết. Có vẻ như nàng ta đang chủ động tới khiêu chiến, hắn không thể không ra trận được. Hắn yêu cầu mọi người quay về Gia Lăng Quan trấn thủ. Sau khi trận chiến với Thiên Nhận Tuyết kết thúc thì sẽ lập tức tới họp mặt với mọi người. Đường Tam cưỡi hồn thú đi tới gặp mặt Thiên Nhận Tuyết. Địa điểm nàng ta lựa chọn là trên không trung. Lần nữa gặp mặt, vậy nhưng cả hai đều không hề mỉm cười vui vẻ mà bày tỏ rõ sắc mặt ngưng trọng. Chuyển cảnh tới chiến trường Gia Lăng Quan, sau gần đây Vũ Hồn Đế Quốc liên tục phái chi quân đội nhỏ tới quấy nhiễu thiên đấu. Đám người thiên đấu cũng không chờ nổi nữa, chỉ chờ ngày mà cổng thành Gia Lăng Quan mở là lại có trận chiến. Đường Hạo cũng hy vọng cục diện có thể duy trì tới khi đám người xử lẻ khác thất quái quay trở lại. Đâu ai biết rằng những cái xác nằm xuống bị một luồng sát khí vần quanh, dường như đây là chủ đích của Bì Bì Đồng. Đám người đấy mộc bạch nhận ra sự khác thường nên lập tức quay về báo với đại sư. Bì Bì Đồng cuối cùng cũng chính thức lộ mặt trước đám người Kim Ngạc Đấu La, lần trước đã bị tước mất quyền lực và bị đuổi ra ngoài. Lần này tự dưng xuất hiện, còn ngồi ung dung trên ghế, đám người Kim Ngạc Đấu La vô cùng bất mãn. Vậy nhưng khuyên ngăn không có kết quả, nên đám cung phụng lập tức lao lên tấn công giàn mặt. Vậy nhưng, thực lực Bì Bì Đồng này đã khác xưa, vất tay một cái, đã đẩy lùi công kích của Thiên Quân Đấu La. Sau đó triệu hồi ra vô số thân ảnh quỷ dị tấn công ngược lại bọn họ. Hai thân ảnh quỷ dị mới xuất hiện chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Bọn họ vốn đã bị Đường Tam giết chết, nay lại đột nhiên sống dậy, cho nên đám cung phụng vô cùng bất ngờ. Bì Bì Đồng cho biết nàng chỉ dùng một phương thức khác hồi sinh bọn họ để bọn họ lần nữa được chiến đấu mà thôi. Thực lực sau khi hồi sinh còn mạnh hơn. Bì Bì Đồng cho biết thêm, trong lúc mà mọi người ở đây ầm ĩ thì nàng đã đụng tay đụng chân ở bên ngoài. Tất cả thi thể ở bên ngoài đúng là do Bì Bì Đồng đã rời trò. Bọn chúng đều biến mất chỉ trong vòng một đêm. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, bản thân sắp thành thần, cho nên cần các cung phụng giúp mình chinh chiến thiên đấu. Nàng biết bọn họ rất trung thành với Thiên Nhận Tuyết. Sau khi trợ giúp giành được chiến thắng, Bì Bì Đồng sẽ trả lại vương quyền cho Thiên Nhận Tuyết. Đối với thần thì vương quyền chỉ là mây bay, huống chi Thiên Nhận Tuyết là con gái của nàng. Vừa nhắc tới tên thì bộ phim đã chuyển cảnh tới Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam. Đường Tam hy vọng trận chiến của thần sẽ quyết định vận mệnh của hai đại đế quốc. Tướng sĩ hai nước cũng có thể tránh thương vong. Bên thua thì không được phát động chiến tranh, còn bên thắng không được ức hiếp bách tính bên khác. Thiên Nhận Tuyết đồng ý với mong muốn này, bọn họ đều đứng trên đỉnh cao đại lục rồi, lời hứa còn quý hơn ngàn vàng. Rất nhanh, hai người cũng phát động lực lượng, một bên đại biểu cho đại dương, một bên còn lại thì đại biểu cho bầu trời. Đường Tam xuất chiêu Hoàng Kim Thập Tam Thức, Thiên Nhận Tuyết tung thần kỹ Thiên Sứ Diệu Rừng đáp trả. Vô số kiếm khí phóng xuống dưới, đẩy lùi kỹ năng của Đường Tam.
nàng ta tiếp tục sử dụng thêm thần kỹ Thái Dương Thánh Kiếm, biến ra thân ảnh thiên sứ thần khổng lồ, chém đôi mặt biển. Đang lúc cao trào thì phim lần nữa chuyển cảnh tới chiến trường Gia Lăng Quan. Bì Bì Đồng vẫn kiên quyết yêu cầu các cung phụng xuất trận chiến đấu. Đến lúc đó, đế quốc tự sẽ có một đội quân bất khả chiến bại ra sân. Nàng ta điều khiển đám đầu lâu và thừa nhận mình có thể biến thi thể trên chiến trường thành quân đoàn vong linh để chiến đấu. Ngoài ra, sau khi thành thần, còn có thể triệu hồi ra thiên đạo lưu. Cả đám nghe lời này liền không có ý kiến nữa. Có sự giúp đỡ này, lợi thế của vũ hồn đế quốc đã vô cùng to lớn rồi. Đại sư sau khi tới chiến trường thăm dò và nghiên cứu trong sách cổ cũng phát hiện ra mục đích của Bì Bì Đồng. Đồ án ký tự, Bì Bì Đồng đã bố trí thành một cái trận pháp khổng lồ ở dưới mặt đất Gia Lăng Quan. Tất cả thi thể tướng sĩ biển mất sau một đêm cũng là do trận pháp này gây nên. Đại sư cho biết cô ta đang dùng một phương pháp cổ xưa tà ác để mở ra con đường thành thần. Ngay khi trời rạng sáng, quân đoàn vũ hồn đế quốc đã kéo ra cổng thành. Quân đội thiên đấu đế quốc cũng nhanh chóng bày binh bố trận ứng chiến. Tác phong hai bên đều vô cùng nhanh nhẹn. Trước khi chiến đấu sẽ là một màn phát biểu khích lệ tinh thần. Bên nào cũng tuyên bố bảo vệ quê hương đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Quân đội hai phe nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu. Binh lính đi đầu, đạn pháo ở phía sau bắn yểm hỗ trợ. Vô số người ngã xuống, tình thế vô cùng hoảng loạn. Các thành viên trong sử lệ khắc thất quái cũng xuất hiện giết địch. Một chiêu tung ra dễ dàng tiễn mấy chục binh lính phe địch thành cát bụi. Vậy nhưng điều này lại đúng với ý đồ của Bì Bì Đồng. Càng nhiều người ngã xuống thì nàng ta càng thích. Trận pháp hình con mắt bắt đầu được khởi động. Vô số khí tức màu tím xuất hiện, vần quanh các thi thể lẫn người sống, cắn nốt linh hồn bọn họ. Thể xác thì bị pháp trận trong lòng đất phân giải, chuyển hóa thành năng lượng. Nguồn năng lượng này thúc đẩy quá trình thành thần của Bì Bì Đồng. Pháp trận mà nàng ta đang sử dụng được gọi với cái tên Tử Vong La Toàn Pháp Trận. La Sát Thần là một vị thần khống chế sức mạnh tà ác, cùng oán niệm giết chóc trong truyền thuyết. Bì Bì Đồng tiến vào trong cổng truyền thừa, sau này vị trí tọa trấn Gia Lăng Quan cho Kim Ngạc Đầu La. Đường Tam cũng cảm nhận được động tĩnh mà Bì Bì Đồng gây ra. Hắn vô cùng sốt ruột. Một khi để cho cô ta thành thần, thì thiên đấu đế quốc sẽ có phiền phức lớn, nên cần phải nhanh chóng giành lấy Gia Lăng Quan. Đám người xử lệ khắc thất quái đồng loạt xông ra chiến đấu, đối thủ của bọn họ là các cung phụng. Mã Hồng Tuấn tức giận lên tiếng mắng chửi. Đám người vũ hồn đế quốc này đúng là vô sỉ mà. Là lợi dụng binh lính tử trận để giúp Bì Bì Đồng thành thần. Bọn họ thì cho rằng đây là vinh quang của binh lính tử trận mà thôi. Các thành viên khác tự chọn cho mình một đối thủ để chiến đấu. Họ nhanh chóng càn quét tất cả chướng ngại vật trước mắt. Tiểu Vũ nhờ vào âm khí đã có thể hạ sát một lão già cung phụng của vũ hồn đế quốc. Nhận thấy tình thế không ổn, Kim Ngạc Đầu La liền hạ lệnh rút lui. Phía thiên đấu không muốn điều này, Đường Hạo và Đường Khiếu lập tức lao lên truy đuổi. Đại quân bên dưới cũng ồ ạt xông lên. Kim Ngạc Đầu La nhanh chóng bị bao vây, vậy nhưng lão ta vẫn vô cùng tự tin, năm vị cung phụng còn sống vội tách nhau ra. Điều này làm cho Đường Hạo cảm thấy bất an, rõ ràng là bọn chúng có thể tiến vào thành để trốn, vậy nhưng tại sao cứ bay lòng vòng bên ngoài. Đang lúc còn thắc mắc thì một con hồn thú khổng lồ đã xông lên tấn công Đường Hạo. Đường Hạo dễ dàng đánh lui con quái vật. Vậy nhưng mọi thứ đâu chỉ có vậy, mặt đất nhanh chóng nứt vỡ, rất nhiều thi thể đội mồ sống dậy. Điều này làm cho quân đội thiên đấu đế quốc hoảng loạn. Kể cả những người đã chết từ rất lâu rồi, bây giờ lần nữa sống dậy, số lượng vô cùng nhiều. Bọn chúng lập tức hình thành thế bánh mì kẹp thịt, bảo vệ toàn bộ binh lính lẫn hồn sư thiên đấu đế quốc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của đại sư. Ông biết, tình thế của thiên đấu sau đây vô cùng bất lợi. Binh đoàn vong linh nhanh chóng tấn công, đại quân thiên đấu lập tức bị tàn xã và bị bón hành ngập mồm. Ngay cả Đường Hạo và Đường Khiếu cũng bất ngờ tột cùng khi nhận ra những vong linh ở đây cũng có cả đệ tử Hạo Thiên Tông. Dù là vậy thì hai người cũng không nương tay, cả hai cùng động thủ càn quét quân địch. Đám người Kim Ngạc Đầu La không có ý định sẽ sai trận, bọn họ chỉ cần ở Gia Lăng Quan đốc chiến là được. Đang lúc trận chiến căng thẳng thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!